Chào bạn, trong video này thì gửi đến bạn một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi khóa lớp 9 và đề thi vào lớp 10 chuyên hóa, đề như sau. Hỗn hợp A gồm 0,1 mol rượu etylic. Rượu etylic chúng ta công thức là C2H5OH. Và A mol rượu X có công thức là CnH2nOH tất cả 2 chia làm hai phần bằng nhau. Và bây giờ chúng ta xử lý như sau. Ở đây do nó chia làm hai phần bằng nhau thì chúng ta sẽ tách nó luôn. Bây giờ. Bây giờ thì sẽ có 1 phần 2 hỗn hợp A gồm có C2H5OH. Số mol bây giờ là 0,1 chia 2 là 0,05 mol. Số mol thằng kia là CnH2nOH tất cả 2 A chia 2 tức là 0,5A mol. Bây giờ phần thứ nhất chúng ta đi đốt cháy thì thu được khí hydro. Thì tại đây chúng ta sẽ tính được cho thầy mol của A nha. Tôi có phương trình này. C2H5OH được sử dụng ở natri tạo thành C2H5 ONa cộng H2 CnH2nOH tất cả 2 cộng natri để tạo thành CnH2nO. Và chất natri sẽ thế vào vị trí hydro của nhóm OH, như vậy ONa tất cả 2 cộng H2. Được chưa em? Số mol đã có rồi. 0,05. Chuyển qua hydro là ở đây sẽ là 0,025. Số mol như này là 0,5A. Chuyển 0,5A. Thế để cho chúng ta có mol hydro bằng 0,025 cộng 0,5A và bằng 2,8 chia cho 22,4. Từ đây mình sẽ ra A bằng 0,2 đúng chưa? Rồi, câu B. Đêm đốt cháy thì thu được CO2 và B gam nước. Yêu cầu chúng ta tính A và B. A đã xong ha. Còn đốt cháy. Chúng ta có phương trình tiếp theo đốt cháy này. C2H5OH. Đốt cháy. Thu được CO2 và nước. Chúng ta cân bằng 2 CO2, 3 nước. 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 3 là 7. 7 mà trừ đi 1 thì còn 6, 6 chia 2 thì thằng này bằng 3. Tiếp CnH2nOH tất cả 2 cộng cho oxy. Cái đó nó tạo thành NCO2 cộng cho 2N cộng 2. Thì bây giờ là N cộng 1 H2O. Đây là 2N với 1N là 3N. Đây có 2 oxy thì 1,5N là đủ. 1 oxy, 1 đây 2 oxy. 1 mà trừ đi 2 thì còn lại là trừ 1. Trừ 1 chia 2 là trừ 0,5. Rồi. Số mol đã có rồi. Số mol là 0,05. Thế ở đây 0,05 nhân A, 0,5 nhân cho A. A chúng ta là bằng 0,2. Chuyển. Ở đây em sẽ chuyển sang CO2 để tìm ra N. Để giờ khi có N thì chắc chắn tìm được nước. Rồi. Mol CO2 bây giờ là 0,1, mol nước bây giờ là 0,15. Đối với phương trình 3, phương trình dưới 0,5 nhân 0,2 tức là 0,1.
không một n, không phẩy một n cộng cho một, cộng cho không phẩy một. Bây giờ khi đó chúng ta có mol CO2 để tìm ra n, mol CO2 là bằng 0,1 cộng 0,1n. Vậy theo đề cho là bằng gì đây? 8,96 lít chia cho 22,4. Từ đây mình suy ra cho thầy n bằng bao nhiêu? Nhiều bạn. N bằng 3, ok. N bằng 3 thì từ đó chúng ta sẽ đi tính được khối lượng của nước đúng không em? Người ta kêu thu được B gam nước, tính được khối lượng nước luôn. Khối lượng nước bây giờ sẽ bằng khối lượng mol là 18 nhân cho mol 0,15 cộng cho 0,1N cộng 0,1. Ở đây mình tính được nó là bằng 9,9 gam. Có kiến gì không em ơi? Có kiến gì này không em ơi? Dạ không. Hãy qua nha. Câu B yêu cầu chúng ta là xác định công thức phân tử với công thức cấu tạo của X, biết rằng mỗi nguyên tử carbon chỉ đến ký phước một nhóm OH. Rồi. Ở vị n bằng 3 thì công thức của chúng ta bây giờ sẽ là gì? Câu B này, công thức phân tử bây giờ sẽ là công thức phân tử của thằng nào đây? Của B, của X đúng không? Công thức phân tử của X là n bằng 3 thế vô C3 H6 OH tất cả 2. Rồi nhớ cho mình như thế này. Ở đây công thức phân tử của hắn là C3H8O2. Đây là S4 này, đây là S1 này. Khi chúng ta làm bất kỳ vấn đề nào đó thì hãy đi tính K. 2 nhân cho số carbon 24 này trừ S1 cộng 2 chia 2. 2 nhân 3 trừ 8. 23 là 6, 6 trừ đi 8 là còn trừ 2. Trừ 2 cộng 2 là hết, vậy K bằng 0. Bằng 0 là chỉ chứa liên kết đơn mà thôi. C3H6 chúng ta thì nó có một bột khung, nó có hai nhóm OH. Thì bạn hiểu như thế này, theo đề cho là điều kiện để tồn tại ancol nó là một carbon chỉ được gắn một nhóm OH. Như vậy trong trường hợp này OH chúng ta sẽ gắn ở vị trí 12, hai vị trí carbon đầu tiên 13. Nếu em gắn ở vị trí hai vị trí cuối cùng này thì nó đối xứng với 1 2, do đó trong này chỉ có hai công thức cấu tạo mà thôi. Ý kiến gì không em ơi? Dạ không. Đó. Câu này thuộc câu hỏi dễ nha, không khó một chút nào hết.